các trường trung học phổ thông tăng tốc ôn tập cho các em theo từng tổ hợp môn đã đăng ký, giúp các em nắm vững kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Một số trường còn tổ chức thi thử để đánh giá năng lực và có kế hoạch bồi dưỡng thêm cho học sinh còn yếu. Tất cả quy trình thi thử từ lúc ra đề, tổ chức thi và chấm thi đều tuân thủ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để các em tiếp cận, làm quen với cách thức thi. Qua kỳ thi thử này thì sẽ rút ra được kinh nghiệm trong việc tô mã đề hoặc là cẩn thận hơn trong việc tô đáp án. Nói chung là thầy cô cũng nhắc nhở tụi em rất là nhiều. Nên là tụi em cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc làm tờ đáp án để không bị sai sót trong thi thiệt ạ. Qua thi thử thì nhà trường sẽ cố gắng làm trong 2 ngày để có điểm cho các em và chấm bằng phần mềm hết. Và sau khi có điểm thì nhà trường sẽ công bố và tiếp tục ôn tập, khắc phục những cái tình trạng mà các em còn yếu kém hoặc là trong cái phía bài làm các em tô chưa hoàn chỉnh thì mình phải có cái hướng khắc phục. Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, dự kiến nhân sự tham gia công tác thi tại một số điểm thi. Tại trường Trung học phổ thông Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, nhà trường khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, bố trí 31 phòng thi và phòng chờ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Lắp đặt camera giám sát và chuẩn bị tủ đựng đề thi và bài thi đúng theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kỳ thi này có 31 phòng thi, nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ bàn, ghế, quạt, điện, phòng chờ, phòng dự phòng, rồi các điều kiện khác như là cái phòng làm việc của điểm thi, phòng giữ đề, phòng bảo quản đề thi, bài thi. Có đầy đủ camera an ninh cũng ngoài ra thì các công tác khác như là phòng cháy chữa cháy, công tác chuẩn bị điện cho cái kỳ thi cũng đã được kiểm tra kỹ càng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Quảng Ngãi có gần 14.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 34 điểm thi. Số thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp khoa học xã hội chiếm 63,5%. Tổ hợp khoa học tự nhiên chiếm 36,5%, tổng số phòng thi là 717 phòng, tổng số cán bộ giáo viên làm công tác thi dự kiến có 2.222 người. Đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đến thời điểm này, các trường cơ bản đã chuẩn bị đúng và đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho kỳ thi. Sở thì có rất nhiều văn bản và cũng tổ chức tập huấn các hiệu trưởng để triển khai trước hết là cho giáo viên học đầy đủ lại quy chế thi và một số điểm mới trong cái quy chế thi tốt nghiệp phổ thông của năm học 2023. Rồi về các cái cơ sở giáo dục thì về tổ chức hướng dẫn cho học sinh làm các cái bước thủ tục hồ sơ để mà đầy đủ cái các thông tin của các em tránh sai sót về sau. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 gồm 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp. Đây là kỳ thi quan trọng của các em học sinh sau 12 năm đèn sách. Việc chuẩn bị các điều kiện để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra an toàn và nghiêm túc đang được tập trung.